Giờ là 12 giờ 15 phút trưa ngày 11 tháng 4. Tony vừa ngủ dậy. Đang chơi đấy, đang ngắm nhìn màu sắc. Ôi dồi, cái tay. Đấy. Cá hết mặt rồi. Cô hồ tay nắm cả tóc. Khóc in đây. Ôi, cái chân nó thò ra máng rồi. Hay đấy, họ làm cái máng này hay đấy. Có nghi ngờ. Hả? Tony. Nói chuyện đấy. Đấy, với con là khỉ lắm rồi đấy. Với con khỉ đi. Nhìn con khỉ thích đấy. Thích con khỉ không?
gì à? Con nói gì à? Hả? Con nói gì cô? Con nói gì à? Hiện nay là 23 độ. Trời hôm nay là ấm, không nóng lắm bằng hôm qua. Hôm qua 30 độ. Cười thế. Cười gì đấy? Đấy, nhún 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 nhún. Tí tỉnh thế. Tí tỉnh thế. Thôi nha. Chuẩn bị ăn sữa không? Sữa không? Ăn sữa không? Sữa nha. Bố nào cơ mà. Thế nào là phải cứ miệng cứ phải tắt tép rồi cứ quay sang bên trái bên phải, tay chân cứ cua khoảng thế nào. Lúc nào mà cứ không nằm im ấy. Lúc nào nằm lúc nào nằm im đâu, lúc này chân là cái rối tình beng lên đây. Cái mồm nhá, cái mồm cứ ngoảnh đi ngoảnh lại. Ui, nó còn phát cơ, còn như con tôm. Luôn chân đấy, đẩy đấy, chân đẩy đấy.